Xin kính chào quý vị và các bạn. Những cơn gió đông nam thổi từ rìa khối không khí biển vẫn còn duy trì. Do vậy, khu vực phía đông bắc bộ còn có mưa vài nơi vào đêm qua và sáng sớm nay, nên thời tiết vẫn giữ ở mức khá là mát mẻ, phổ biến dưới 28 độ. Càng về trưa thì mưa giảm dần do vùng thấp nóng sẽ có xu hướng phát triển trở lại, nhưng mức độ chưa mạnh, vì thế mà trời có nắng nhưng cường độ nắng không quá mạnh, với mức nhiệt phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Mức nhiệt này cũng được dự báo cho cả các tỉnh ở phía Tây. Thưa quý vị và các bạn, giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, kéo rãnh mây từ phía Nam di chuyển theo. Trường hướng gió ở miền Trung có sự thay đổi từ hướng Tây Nam thành hướng Tây. Trong khi đó, ở các mực trên cao thì gió lại đổi thành hướng Đông Nam. Sự thay đổi về hướng gió làm cho hiệu ứng gió phơn ở miền Trung đã giảm đi đáng kể. Từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế vẫn còn xuất hiện nắng nóng, nhưng mức độ nóng sẽ không quá gay gắt mà chỉ dừng lại ở ngưỡng từ 34 cho đến 36 độ. Một số điểm ở vùng núi phía Tây thì nhiệt độ cao hơn một chút là khoảng 37 độ, nhưng không quá nóng và thời gian nóng này cũng rút ngắn lại, chỉ còn tập trung trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng cho đến 15 giờ chiều. Sau 15 giờ chiều, ở khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện mưa rào và dông, bởi vậy bà con ở các tỉnh này cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh về chiều. Đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nơi mà những đám mây do giải hội tụ mang lại dịch chuyển từ biển vào, nên tại đây trời sẽ nhiều mây, nắng gián đoạn và nhiệt độ ngày không cao, phổ biến từ 32 cho đến 35 độ, chưa đạt chỉ tiêu nắng nóng. Về chiều và tối thì ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng sẽ có mưa dông trở lại. Những cơn mưa dông này sẽ mang đến một chiều hè mát mẻ, nhưng cũng có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như là lốc xoáy và gió giật. Do vậy mà người dân ở nơi đây cũng cần phải hết sức cảnh giác. Đối với các tỉnh phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh hơn, kéo theo gió mùa Tây Nam cũng hoạt động mạnh trở lại, thì tình trạng nhiều mây cùng với những cơn mưa rào và dông lại tiếp tục quay trở lại trên hầu khắp Tây Nguyên, cũng như là ở Nam Bộ bất kể ngày hay đêm. Thậm chí là khu vực Tây Nguyên, nơi xảy ra sự hội tụ mạnh của gió mùa Tây Nam với địa hình đón gió ở Quang Nguyên, thì còn có thể xuất hiện những điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh, tập trung chính ở khu vực Bắc Tây Nguyên, đó là các tỉnh như là Kon Tum, Gia Lai. Còn ở khu vực Nam Bộ thì vùng có mây nhiều với mưa khá vẫn là ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Mưa nhiều, mây cũng nhiều sẽ làm cho số giờ nắng trong ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm đi, nên nhiệt ngày ở Tây Nguyên sẽ hạ xuống chỉ còn từ 29 cho đến 32 độ, trong khi ở Nam Bộ thì nhiệt độ cũng không cao, phổ biến từ 28 đến 32 độ. Và ở miền Tây vào khoảng từ 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thời tiết ở các vùng biển đang có xu hướng ngày một xấu hơn khi mà giải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Vùng áp thấp nhiệt đới nằm ở giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang ngày một mạnh hơn. Dưới tác động của giải hội tụ và vùng xoáy thấp này ở khu vực giữa và phía Nam Biển Đông, nên thời tiết đang ngày một xấu. Mưa dông xuất hiện nhiều nơi làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Kèm theo đó là các hiện tượng gió lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tức là từ 50 cho đến 74 km/giờ. Ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa có sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Như vậy là trong ngày hôm nay, mưa sẽ giảm tại các tỉnh Bắc Bộ, trời có nắng, sau nhiệt độ vẫn ở dưới ngưỡng là 35 độ, Trung Bộ thì nắng nóng giảm dần, còn Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và dông. Tới đây thì bản tin thời tiết sáng ngày 20 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật ý nghĩa. Thank you.